Xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Hôm nay Quý xin phép được tiếp tục chia sẻ câu chuyện cây bút đến tất cả các anh chị và các bạn. Trên tay Quý đâu là gì đấy? Là một cây bút. Thật sự bây giờ có một con chó mà kia chạy chạy vào đây. Và Quý vô hơi cái vật này trước mẫu của nó. Thì con chó này có hành động gì ạ? Nó có thể làm nó cắn, nó gặm cái vật này đúng không? Thế con chó coi là một cái bút không? Không, nó có thể coi là một món đồ chơi hay thứ gì đó thì cắn gặm được. Thế thì ai đúng, người đúng hay là chó đúng ạ? Cả hai đều đúng. Thì chúng ta được rút ra là cái luận đầu tiên là không có đúng, không có sai. Tất cả được tùy thuộc vào quan điểm và góc nhìn của mỗi người, sự vật khác nhau. Vậy nên hãy tôn trọng thế giới quan của những người, sự vật khác nhau để tránh xảy ra những cái đã không tiết trong cuộc sống. Rồi bây giờ Quý đặt cái vật này đây. Tất cả mọi người đến bước ra ngoài. Tất cả chó đi ra ngoài. Căn phòng trên trống không mà chỉ có cái vật này đây. Thì tại thời điểm này cái vật này là một cái bút hay một món đồ chơi? Không gì cả đúng không ạ? Chúng ta rút ra được câu số 2 là nó là mọi vấn đề của tính không hay trung tính nhưng lại có tiềm năng. Tiềm năng thì như nào nhỉ? Bây giờ cũng đánh ví dụ cái vật này vẫn đang ở đây và ở ngoài bỗng có một người bước vào và nhìn thấy nó. Ngay lập tức cái vật này đã trở thành cái vật gì đối với người đấy? Người nhìn thấy vào, lại là một cái bút. Lại biết. Thế điều gì xảy ra nếu như không phải người bước vào trước mà chó bước vào trước và nhìn thấy cái vật này? Cái vật này đã trở thành gì ạ? Chó nào đấy? Nhìn thấy, lại gặm cắn cái vật này và vật này lại trở thành một món đồ chơi với nó. Thế điều gì xảy ra nếu như cả người vừa cho đồng thời cũng bước vào và không nhìn thấy cái vật này? Thì vật này ngay lập tức trở thành một bút, một món đồ chơi. Cả hai thứ thì chúng ta thấy là trong một thời điểm một vật lại trở thành hai thứ khác nhau. Thì đó chính là tính tiềm năng của sự vật. Nó là không trung tính trở thành một cái bút như người thấy. Nên một món đồ chơi khi cho thấy trở thành cả hai thứ, cả người và cho đồng thời cùng nhìn thấy. Thậm chí nó còn có tiềm năng trở thành nhiều nhiều thứ khác nhau nữa tùy vào những đối tượng quan chiếu vào nó. Rồi tới cái thời điểm khi mà người bước vào và nhìn thấy cái vật này ngay lập tức trở thành một cái bút ấy, xuất phát từ nó. Tự nó là một cái bút hay xuất phát từ phía người thấy nó là một cái bút? Xuất phát từ phía người đúng không ạ? Tại vì nếu như tự nó là một cái bút ấy, thì con chó cũng thấy đây là cái bút rồi. Thì chó có thể biết thư cho bạn gái, em yêu em có mình đuôi là đẹp, một cái miệng là xinh nhìn hồn cậy. Nhưng mà nó không thể làm điều đó đâu. Nó mãi cắn gặp cái vật này và coi vật này như là một món đồ chơi mà thôi. Nên chúng ta rút ra được số 3 là mọi việc xuất phát từ mình mà ra. Mọi việc xuất phát từ mình. Chúng ta có thể thay đổi nó. Bây giờ thử xem mình thay đổi được không nhá. Bây giờ muốn thay đổi vật này thì một viên kim cương này. Mình thay đổi vật này thì mình không cho mình xin vui. Cái gì ạ? Vẫn là một cái bút, chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Thì mọi người có thể thấy rằng việc cầu nguyện là suy nghĩ tích cực, là mong muốn biến vật này trở thành một viên kim cương nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Vẫn là một cái bút. Nên chúng ta phải rút ra nó là một việc không nên tự cầu nguyện hay những suy nghĩ tích cực. Nên dù cầu nguyện hay suy nghĩ tích cực bao nhiêu nữa cũng không thể thay đổi được bất cứ điều gì. Thế chúng ta cần phải làm gì để thay đổi được mọi thứ? Nên chúng ta thay đổi thì chúng ta cần phải hành động. Chỉ hành động nó đem lại được kết quả và thay đổi được từ gì đó mà thôi. Nhưng không phải lúc nào chúng ta hành động có thể đạt được mục tiêu của mình. Bởi vì có rất nhiều người làm việc chăm chỉ chịu khó nỗ lực nhưng mà không thể đạt được mục tiêu. Và ngược lại những người có thể hành động rất nhẹ nhàng, đơn giản mà thể đạt được mục tiêu của mình. Thậm chí gấp 10, gấp 20 là những gì mà ông muốn. Thì sự khác biệt đây là gì ạ? Chúng ta có thể thấy rằng mọi việc nó xuất phát từ mình mà ra. Hay nó khác là trong tâm trí chúng ta đó. Nhiều xuất phát từ phần trong tâm trí của chúng ta. Khi anh nhìn thấy cái vật này và ngay lập tức nhận ra nó là một cái bút thì nó xuất phát từ chúng ta. Hay nó khác trong tâm trí chúng ta đã có hạt giống với một cái bút rồi. Và ngay tức hạt giống này được bùng nở và được trải nghiệm về cái bút trong cuộc sống thực tế. Và điều này nó nhanh đến mức chúng ta không hề nhận ra được nó xuất phát từ trong tâm trí của mình. Và tự nhiên nó xuất phát từ bên ngoài. Chúng ta thường nhận lầm những vật ở bên ngoài. Không biết rằng nó ở ngay trong tâm trí của chúng ta đã có nó rồi. Nên khi chúng ta mong muốn điều gì đó thì trước tiên chúng ta phải có nó vào trong tâm trí của mình, thì chúng ta mới nhìn thấy chúng ở thế giới bên ngoài và dễ dàng hành động để đạt được chúng. Đó cũng chính là năm cái bài học mà mình muốn gặp đến tất cả các anh chị và các bạn mang trong tâm vào năm bài học này, tất cả các anh chị và các bạn được nuôi dưỡng cuộc sống.